Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là mình xuống bãi đá này để tìm gỗ hóa thạch. Và mình sẽ quay toàn bộ video quá trình tìm kiếm của mình. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé. Bắt đầu đi tìm thôi. Bãi đá này rộng thật. Không biết một tí có tìm hết nữa không. À, viên này phải rồi. Viên này là gỗ hóa thạch nhưng mà viên nó nhỏ thôi. Đây. Đúng rồi. Đấy. Chính xác viên này gỗ hóa thạch. Đây còn vườn gỗ. Rồi, viên này nhạt về. Cầm lên. Tìm tiếp xem nào. Khu này còn viên nào nữa không? Nhỉ? Viên này có nhiều vân thế. Đây không phải đâu. Không phải. Không phải. Vẫn chưa thấy viên nào. Viên này đen đen. Đá gì đây? Sao viên này nặng thế nhỉ? Đập nó ra xem nào. Ai da. Đây. Viên này thả nó nặng thế. Nhưng đập ra bên trong đấy lại có những cái viên nhỏ nhỏ, cả viên xanh, vàng. Phát sáng này. Đấy. Sáng lấp lánh ở cơ. Hòn này không biết đá gì. Thôi, hòn này cũng nhặt về đấy. Video hôm nay là hơi mờ, mình dùng điện thoại quay thôi, các bạn thông cảm nhé. Ui, viên này đẹp chưa? Cái này có nhiều vân ác. Nhưng mà đây không phải. Chỉ là hòn đá bình thường thôi. Viên này cũng đen đen giống viên vừa nãy nhỉ, đập thử xem nào. Viên này bên trong không có gì. Bãi đá này rộng quá, tìm đến bao giờ cho hết đây.
Tít dưới kia nữa cơ. Mình đi tìm đá như thế này này phải đi đi lại mấy lượt thì mới phát hiện ra. Còn nếu mà mình đi qua loa nhanh thì không thấy đâu. Nên mình phải tìm rất là kỹ luôn ấy. Không phải, bên này. Viên này không phải. Chưa thấy thêm viên nào. Không phải. Nhìn nó giống giống nhưng không phải. Hay ra viên này đẹp thế. Không biết có phải gỗ không. Có nhiều vân đẹp thật. Ui, đẹp chưa. Đây, viên này không phải rồi. Cả viên này nữa. Cực nét. Nhiều vân. Như vậy là sau buổi tìm kiếm hôm nay này kiếm được một viên gỗ hóa thạch nhưng mà hơi nhỏ thôi. Viên này nữa. Hai viên. Còn đây là cái hòn đá mà bên trong rất đặc biệt này. Đập ra trong nó rất nhiều hạt nhỏ, cả hạt xanh, hạt vàng, hạt trắng, phát sáng. Đây, đấy, các bạn nhìn kỹ này, nhiều hạt phát sáng. Còn một hòn, hòn này cũng, đây, đập ra bên trong nó nhiều ấy, nhiều hạt vàng vàng giống vàng thật đấy. Đây, một dải hạt luôn. Rồi. Hôm nay lấy mấy viên này về đây. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha.